Danh tính nam TikToker cả gan lấy Facebook Đàm Vĩnh Hưng đi xem livestream bình luận dạo. Mới đây, hot TikToker Đức Anh bất ngờ tiết lộ đã từng sử dụng tài khoản Facebook của Đàm Vĩnh Hưng để xem livestream bình luận dạo, khiến nhiều người không khỏi thích thú. Phạm Đức Anh sinh năm 1994 là một nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok đạt hơn 6,2 triệu follower. Anh được mọi người biết đến sau series đột nhập nhà của loạt sao Việt đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, có mối quan hệ thân thiết với celeb nên người ta thường gọi Đức Anh là hot TikToker quen cả showbiz. Mới đây, trong một talk show, TikToker Đức Anh bất ngờ tiết lộ chuyện từng sử dụng tài khoản Facebook của Đàm Vĩnh Hưng để xem livestream dạo và bất ngờ bị phát hiện. Anh nói, ngày xưa vì công việc nên tôi có đăng nhập tài khoản của anh Đàm Vĩnh Hưng trong máy của tôi. Xong rồi tôi có vào xem nhầm một livestream và thả tim. Lúc đó cộng đồng mạng mới bình luận, ôi Đàm Vĩnh Hưng vào thả tim kìa. Thế là tôi phải thoát ra ngay lập tức. Chàng TikToker cũng cho biết sau đó đã gửi lời xin lỗi đến ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng vì hành động lỡ quên của mình. Thời gian qua netizen cũng không khỏi thắc mắc về việc tại sao Đức Anh lại quen biết với cả làng giải trí như vậy và liệu rằng anh có đang được thế lực khủng nào đó chống lưng. Để giải thích những nghi vấn trên, nam TikToker từng tiết lộ, theo Đức Anh thì đây là một cơ duyên lạ lắm, rất lạ. Số của mình đi đâu cũng đụng sao, cũng quen các ngôi sao. Nhiều khi đang ngồi ăn bình thường cũng ngồi cạnh bàn của một ngôi sao nào đó. Xong chào hỏi vài câu bâng quơ rồi quen. Nhiều lúc đi chơi với bạn, bạn mình giới thiệu cho nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia, ngồi tám với nhau một vài lần rồi cũng thân thiết. Có những nghệ sĩ gặp họ có một lần mà cả hai cứ ngỡ như quen từ kiếp trước, nói mãi không dứt được chuyện. Có nhiều nghệ sĩ tìm tới Đức Anh để góp ý về ý tưởng hoặc xây dựng chiến lược sắp tới của họ. Về chuyên môn thì Đức Anh không dám khẳng định, nhưng Đức Anh luôn đặt mình vào vị trí khán giả để nhận xét sản phẩm của các anh chị. Họ trân trọng và thực hiện theo những ý kiến của mình. Tới giờ Đức Anh cũng gợi ý khá nhiều ý tưởng cho các nghệ sĩ. Có rất nhiều dự án, Đức Anh đã cùng đồng hành thành công với các anh chị. Dần dần cùng với công việc mà mình đang làm, nó bổ trợ cho mọi thứ mình có. Và chỉ sau 2 năm vào thành phố Hồ Chí Minh, Đức Anh đã may mắn được làm việc với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ nhỏ tới lớn. Đó là điều mà Đức Anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhiều nghệ sĩ còn gợi ý Đức Anh hãy quay các video TikTok với họ đi và Đức Anh luôn sẵn lòng. Trước đó trong một show trò chuyện, Đức Anh từng tiết lộ phía sau sự vui vẻ hiện tại anh từng có tuổi thơ đầy tuổi thân khi có bố nhưng không dám nhận và phải lớn lên nhờ đồng tiền chắc chiêu từ nghề giúp việc của mẹ. Dù vậy anh chàng vẫn lớn lên với sự hiếu thảo và hiểu chuyện. Sau khi bà mất, Đức Anh quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh tìm cơ hội đổi đời. Nhắc lại quá khứ Đức Anh tuổi thân, họ hàng phản ứng rất gay gắt việc mình vào thành phố. Nhiều hàng xóm vào Facebook bình luận mình đừng mơ mộng việc nổi tiếng hay làm nghệ thuật, mẹ đang làm ô xin, nhà thì sắp sập tới nơi rồi. Áp lực nhiều nhưng Đức Anh luôn kiên định với hướng đi đã chọn và nỗ lực hết mình. Chàng trai bắt đầu với các công việc viết kịch bản, nhận làm KOL cho các nhãn hàng, làm quản lý fanpage cho các nghệ sĩ. Những công việc ấy giúp Đức Anh có nhiều mối quan hệ hơn trong giới showbiz. Từ đó, việc gặp gỡ và quay các clip đột nhập nhà sao Việt cũng trở nên dễ dàng hơn. Hầu như các nghệ sĩ đều rất thích ý tưởng này của Đức Anh và dành một tình cảm nhất định cho anh chàng. Đức Anh cũng chia sẻ hiện tại anh rất muốn đón mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh ở cùng mình, nhưng mẹ đã hơn 70 tuổi không thể quen với cuộc sống thành thị nên hai mẹ con buộc phải sống xa nhau. Câu chuyện của Đức Anh đã truyền một nguồn năng lượng tích cực đến mọi người, đặc biệt là với giới trẻ. Khi con người ta nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách thì nhất định sẽ đi đến được một tương lai tốt đẹp cho bản thân và cả gia đình mình.